Hello. À, bây giờ là buổi sáng của ở bên Mỹ. Bây giờ mình mới ngủ dậy, trời lạnh. Cool. À, bây giờ mình sẽ vệ sinh tất cả các kiểu rồi mình sẽ đưa các bạn đến một nơi. Rồi, nào các bạn hãy theo dõi nha. Đây, sau khi đánh răng súc miệng rồi á, sẽ lấy cà phê làm pha. Bấm nút đó, rồi nó đang hoạt động đó, rồi bắt đầu nó kêu là nó hoạt động xong rồi chạy cà phê ra đây, mình nhìn thấy này. Chút xíu mình sẽ đưa cho các bạn đi đến một nơi rất là tuyệt vời, nhiều nơi chứ không phải một nơi, rất là tuyệt vời. Đây là nhà của anh Tính mình ha, thì khu này á là nó chỉ xây nhà giống giống nhau thôi, mỗi cái nhà vậy là khoảng 400 mấy ngàn á, 400 mấy chục ngàn đô á, nhưng mà để mình xem thôi. Nhưng mà cam đoan với các bạn luôn, nhà ở ở Mỹ rẻ hơn nhà ở Việt Nam, tại vì ở Việt Nam dính đất đất rất mắc. Rồi, ok, mình đã xong rồi các bạn ha, nè xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một miếng nữa, bấm cái là thêm miếng nữa đó, và nó sẽ loãng hơn chút xíu. Có lõm hơn chút xíu, nếu anh muốn lõm hơn thì để là lõm hơn đó, các bạn muốn lõm hơn thì các bạn làm lần thứ hai, cái dắt lần nữa nè, gần tới đích nó chạy ghê không. Stop here. Rồi mình rót nó 2 ly. Mình mời ba mình ha, my father, daddy, một ly. Rồi, chiếc xe này là mình mới mua nha các bạn, mới mua nha. Xe nhìn dữ không các bạn? Dữ không? Đó. Dạ, hai cửa thôi ha. Mới mua xe thì 2-3 chỗ. Ủa, daddy, ba làm gì đó ba? Hả? Ba làm gì đó? Lượm tặng thuốc. Đây 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 đây. Tặng Con thuốc. mời ba uống cà phê nè. Hả? Con mời ba uống cà phê nè, con pha xong rồi nè. Ừ, để tao lượm tay vô. Lượm chi vậy ba? Trời ơi, đụng mẹ trước cửa nhà, đụng mẹ tặng thuốc ngon tùm lum. Có làm sao chứ? Trời ơi, anh này ảnh quá là hiền luôn các bạn. Đây là câu chuyện của một con chó rất là ly kỳ luôn. Bữa nào mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện này ha. Có bạn nào đã nghe câu chuyện này chưa nè? Con chó gì nha? Đó, xem mình nè các bạn. À, nè. Nói đùa thôi chứ xe này của ông anh nha các bạn. Của ông anh mình. À, là người bon sơn, người bảo trợ mình đó. Ở trong thì đó, ở trong đó. Bữa nào mình lấy mình chạy thử các bạn nha. Bữa nào mình lấy mình chạy thử một bữa nha. Lấy bằng cái áo đỏ luôn nè. Hey, buổi sáng này các bạn, bây giờ là khoảng 8 giờ sáng, là trước cửa nhà của anh Tính, trước cửa nhà của anh Tính đó. Đó, buổi sáng thì khu nhà này là giống nhau hết đó, các bạn nhìn thấy là giống nhau hết nha, nghe tiếng ầm ầm không biết tiếng gì nè đó, nguyên khu nguyên đây nè là giống nhau hết. À, thì những khu nhà như thế này người ta cắt để ta phân biệt đó các bạn, à, để phân biệt ở cái giá nhà, rồi cũng như là ví dụ như giá nhà này hết là 450 ngàn thì nó cũng xê xích lên chút xíu thôi. À, và một số khu vực nhà thì 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn đó, để phân biệt để người ta quản lý khu dân cư đó. Ở Mỹ ở đây là nó có cái hay là gì đó các bạn, còn giá sáng là đổ rác không rồi đó, đó cho người ta hút rác rồi đó.
Ở đây thì nó rất là yên tĩnh các bạn biết không? Rất là yên tĩnh, mọi thứ nó sẽ có một cái nhịp đập, một cái nhịp đập nó ngộ lắm. Nó giống như một cái vùng thôn quê người già mình á, không ào ào, không có náo nhiệt. Nhưng mà bước ra ngoài kia là có thể là chơi 2-3 giờ sáng. Ngoài kia, ngoài những club. Đây nè, các bạn nhìn thấy nè. Đây là khu nhà của anh Tính ha. Thì ở đây đặc biệt là nó xây bằng tường vậy các bạn. Xây bằng tường. Có một khu một số khu vực là người ta làm bằng rẻ hơn, nhà rẻ hơn là người ta làm bằng gọi là bằng gọi là bằng tấm nhựa ở ngoài để chống ở trong mưa gió rồi nắng rồi đó. Còn bên trong thì làm bằng thạch cao, hầu như là thạch cao nhiều. Đây điền dòng cho các bạn xem ha. Điền dòng cho các bạn xem nè. Cái cửa này là cửa vào nha các bạn. Thường thường mình cửa vào nè, nhưng mà mình chỉ đi cửa sau mà, thường hay đi cửa sau. Còn khách khứa thì đi cửa này. Đây là cây kiểng này là tự một mình ảnh làm hết trơn nha, tự mình ảnh cắt luôn nè. Người ta cũng trồng thêm cái gì đó trồng. Đó, chiếc xe này là hiệu Boren nha các bạn ha. Cái này của hãng Đức. Boren. Này Toyota của hãng Toyota. Còn cái này là Jetta, về là Boren cũng của Đức luôn. Còn này là hình như là hãng này hãng của Toyota, hãng Explend. Chiếc này là cũng hiếm lắm nha các bạn. Hiếm lắm, nghe mình nói. Nhưng mà cái logo này là logo gì không biết, là các bạn biết cái logo này. Hình như là Cadillac hả ta. Và xe này bữa hổm mình có chạy một chiếc ở Việt Nam rất là hay. Chạy tốc độ động cơ V8 luôn. Chiếc này là để đi gia đình của anh ha, đi gia đình của anh. Chiếc này là chiếc Buick ha. Nhìn nó cứng cáp, cực kỳ cứng cáp luôn, nhìn thấy nè, đường nét cứng cáp. Bánh lớn, đi rộng rãi giống như là Mercedes Maybach vậy. Đó. Thêm chiếc này nữa. Rồi nhà thì đây là nhà kho có tủ tập thể dục nữa. Đó, tập thể dục để mình lại xong cái mình lấy cái tủ tập thể dục ra gần đây ảnh không có tập. Còn cái cánh cửa này là cánh cửa theo cái kiểu cuốn, không phải cái kiểu cuốn các bạn. Từ đây này, từ đó nó có độ cong nè, bạn thấy không? Từng miếng nó sẽ có cái độ cong, khi mà nó chạy xuống đây nó sẽ nằm ở dưới này. Và cửa này thì rất là chắc chắn nha các bạn. Cửa này rất là chắc chắn, nó chắc chắn hơn cái cửa sập mà hoặc là cửa lùa của mình nha. Khi mình đóng xuống ở chỗ này nó cũng có cái kiến nè. Để bác nãy giờ con đợi con làm quéo cái tay con luôn nè. Con cầm quéo cái tay con luôn. Nó quéo luôn. Quậy chưa? Quậy rồi. Rồi xin mời bà con cô bác. Xin mời các bạn nha. Rồi bữa nay mình sẽ đưa các bạn đi đến một cái nơi rất là hay và thú vị. Trước tiên buổi sáng là mình nhiêu đó nghe các bạn. Nhiêu đó giới thiệu cho các bạn, buổi sáng của mình là ngày thứ 8 nha. Nên là ngày thứ 8. Nhìn thấy nè. Ở bên đây á là anh tính mua cái chỗ này, anh tính toán hết rồi các bạn. Anh rất là tính toán trong cái việc mà mình mua đất ở đây. Thứ nhất là mua nhà mà hẻm á, thì anh tính mua ở trong cuối cùng luôn. Thì khi cái khu này á nó có hai cái độ thoát nước, thấy không, là người ta móc đất ra để người ta làm nhà. Thì là cái này dùng chủng, thì khi mưa hay là ngập á, thì nó sẽ thoát ra chỗ này. Nhưng mà lâu rồi anh về đến đây cũng chưa thấy chỗ này là bị ngập hết. Mưa dữ lắm nó mới có nước rồi, nó thoát ra luôn à. Thì cái này thì người ta không thể nó cắt nhà được. Thì nên ảnh nói mua chỗ đây cũng do cái chỗ khu này cũng giống như là của ảnh luôn vậy đó. Cái một cách tính toán hoàn hảo và tuyệt vời ha. Rồi cho các bạn ra ở sau nè. Đó, ở sau đó, ở sau để tải tiệc nào lớn là ra sau nha các bạn. Còn nó cái cuối cùng hình ảnh sắc nét à, hình ảnh sắc nét. Rồi bây giờ mình với ba mình bắt đầu đi ra siêu thị để mua một số đồ dùng cá nhân. Qua đây thì mình cũng phải mua một số đồ dùng cá nhân cho các bạn ha. Và đến siêu thị mình sẽ quay cho các bạn tí xíu cảnh về siêu thị ha. Và các bạn thấy ở khu nhà đây là một số nhà nào cũng gì hết, giống nhau hết, là phân biệt khu vực hết hệ mình ở ha. Sáng có người đi bộ đó. Tới cái bảng stop này là các bạn phải dừng lại. Cái bánh xe mình phải dừng lại rồi mình mới chạy nha. Dù có người hay không có người cũng vậy nha các bạn. Đó là cái văn hóa cũng như là cái luật lệ ở đây là như vậy đấy. Đó.
đó, đây là cái ngôi nhà nào cũng giống như vậy hết ha. Thì nhà ở đây là khoảng khoảng bao nhiêu ba ha, khoảng bao nhiêu trên dao động khoảng 400.000 à, tùy theo. Các bạn không có cần ở nữa thì các bạn bán rẻ hơn 300.000 chẳng hạn, nhưng mà mới mua vô là phải 400.000. Buổi sáng nó có sương hay là mưa, nó có mưa hơi lâm râm đó các bạn. Ở ngoài thì khoảng 10 sương mà nó kêu nó động này lâm râm gì đó. Sương thì nó không có giống nữa. Giống đó hả bà? Sương thì nó không có hột vậy, lâm râm nữa. Lâm râm thôi. Nhưng mà trời ở ngoài lạnh buốt đã, lạnh nó phơi pha, nó tê tái, nó phơi phơi. Có chứ. Ở đây là cái bức tường á, để che, để cách âm đó các bạn à. Cách âm ở bên trong là khu dân cư để cách âm. Tại vì xe ở đây người ta chạy tiếng ồn đó, người ta nghỉ ngơi không được ở bên trong xe ồn. Bây giờ người ta ấy. Còn chiếc xe này á, là chiếc xe đang bị error ha, bị dọc đường, bị bể bánh hay là bị hư máy gì đó. Đó khu nhà người ta này ha. Thì khu này á là thường á là nó sẽ rào nó vậy, cái khu này chỗ này nó chưa rào nè. Đó nhiều nhà mà có tiền á thì người ta mua nguyên một cái khu luôn các bạn thấy không? Ở trước cửa là một cái sân luôn á, rất là rộng lớn luôn. Đó, đương nhiên thì cái bên cũng là thảm cỏ ruộng này ruộng lát ruộng đen vậy nè. Ở đây nếu mà có cái hồ ao gì cá nhiều lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái chợ này nha các bạn, chợ Public nha. Đây chợ Public. Xe đậu ở trời này, người ta đi chợ đó người ta đậu đó. Ba nhìn đèn nào vậy ba? Cái này này đèn đỏ nè. Đèn đỏ. Đèn đỏ mà nó không có để cái bảng no turn no red thì mình được quyền chạy. Mà chạy mà phải chạy nhường người ta. Hiểu chạy không? Nhường người ta. Ok. Trời mưa rồi mình phải đóng cửa lên mới được. Chưa nữa. Đây là American Restaurant, có nghĩa là cái nhà hàng dành cho Mỹ, dành cho người Mỹ nha. Rồi trời mưa lâm râm các bạn ơi, tới cái Police nha. Rồi mình vô trong chợ nha các bạn. Bây giờ nhiều người ta đi chợ đó. Giờ mưa quá trời mưa. Rồi mình lấy xe tại đây nha. Rồi đẩy vô. Ok. Đó bây giờ mình đẩy vô này, khu vực này khu vực bánh. Có nhiều khu vực lắm nha các bạn. Nhiều khu vực lắm. Bánh. Mua bây giờ đầu tiên á mình mua kem đánh răng bây. Kem đánh răng coi chỗ nào. Khu này là khu thức ăn này hả? Thức ăn nè. Này có thức ăn sẵn luôn nè. Có trời thức ăn luôn nè. Mình muốn mua chè nữa nha. Rồi thức ăn đây nè. Mua thức ăn sáng, mình muốn ăn cái gì đó mình ăn. Ồ nhiều thức ăn ha, giống như buffet vậy ha. Giống như buffet luôn. Trái cây. Này khu này khu trái cây các bạn. Ai muốn mua gì đó ra tính tiền thôi. Đây. Chocolate. Ồ, ở đây ai muốn chocolate nhiều. Nước mắm, nước mạo, nước trái cây. Seafood. Thì mình đi kiếm này vô siêu thị nó cũng giống như là siêu thị cấp mắt cái siêu thị ở Việt Nam thôi chứ không gì hết. Đủ đồ hết, các bạn thấy à, đủ đồ hết. Ta đi ta đẩy. Còn mình chưa muốn mua cái gì. Đây là cái gì nè? Cái này là xương nè. Giống như xương nè. Đây xương hả ba? Đấy, xương đi cho chó gặm. Mình đừng có lầm tưởng cái này là thức ăn mua về xong ăn cũng được nha hoàng xương. Đây. Ê, ở đây bóng đèn led nè. Đây trúng nghề mình luôn nè. Cái bóng đèn led là 12 đô. Trời ơi, bóng này mà 12 đô hả? 12 đô là nhiêu đây nè các bạn? 12 đô. Để mình mua cục pin nữa. Cục pin. Đây, có vít, có đầy đủ hết nè. Cái này 14 đô hai cái vít. Ây da, rớt rồi. Sorry. Sorry nha. Chai này chai gì đây? Sale, cái chỗ nào sale thì giảm giá R17. Cái này cũng giống như là cái chai mà bằng keo. Đầy đủ hết ra. Pin nè. Ôi pin này mắc dữ nè. Pin 15 đô hả? Con kiếm cục pin để vô trong cái bảng coi. 4 đô nè. Pin này là pin 4 đô 9 là 5 đô. Hai cái này.
pin này 3V nữa. Rồi phải mua của pin này các bạn à. Đâu, cái này cũng mua mấy đồng này. Dạ. Cái này cái gì? Mấy đồng, cái đồ để mà sạc. À, sạc đấy hả? 12 đồng. Ba mua không? Mua đó, cái để đem theo sạc. Nó có cổng TS không à? Đó. Nó cổng TS không? Cái cổng TS là cái cổng sạc đồ này kia tất cả cái đầu không á? Tôi nghĩ chắc trụ mà cái này nó bán riêng cho nó để. Mười mấy đồng rẻ chứ. Cái này rẻ nè. Thôi có một cái đó. Bà có chưa? Có cái gì trong xe đó. Có thôi của ba đi. Còn mấy cái này sạc nó cũng được bao nhiêu hơi đâu. Máy còn nó ăn điện dữ lắm. 7 đô này, cái viết 7 đô, tay phone 14 đô. Đầy đủ hết à. À. Đầy đủ hết. Dướng. Coca, cola, nước ngọt đủ thứ hết. Chợ nhỏ à. Này cũng siêu thị giống như siêu thị Việt Nam có đầy mà. Siêu thị Việt Nam. Bánh trái rồi này. Ờ à, bày nào về rượu nè. Để dễ vô coi rượu coi cái nào. Là mua chai gì uống chơi. Chợ chai rượu có 7 8 đô à. Đó, các bạn thấy không? Chai rượu 7 8 đô, 8 đô à. 13 đô nè. Chai này mấy chai rượu vang với bạn ha. Rồi khui rượu nè. Bia nè, ôi nhiều cái hãng bia luôn. Bud Laser, Bud Light, Bud Sweater. Đầy đủ Heineken. Rồi Medulite, Corona, Watson. Ôi nhiều loại bia đó, bia này uống là số 1. Ngon luôn. Chai này 10 đô nè, 10 đô nè. 10 đô. Cái này để sale là có nghĩa là nó giảm giá các bạn, giảm giá ha. Giảm giá 1 đô. À, 1 đô. Cái này gì bà? À nồi đi son chảo. Nó để lung tung chân hả? Kiếm hơi khó à. Bình bia rồi bên nãy giờ mình mua được có cái cục pin này các bạn. Lần đầu tiên đi sẽ để đi kiếm. Thì à, tả giấy rồi này kia các bạn kiểu. Xà bóng. Cái này là free nè, mua 1 tặng 1 nè. Em mua 1 tặng 1 free. À, giống như là cái này là bánh nè ta. Bánh nè. Xà. Mua 1 tặng 1. Giá nhiêu? 5 đô. À, muốn mua thì tặng ha. Cana đánh giày. Đây mình mua cana đánh giày các bạn. Giày mình bây giờ nó đang bị chọc rồi. Còn mở này cái này. Màu này màu gì đây? TV. À, màu LED. LED nè. À, mua cái này ha. Mua cái hộp này đi. À, ok. Ủa ba mình đi nhanh quá. Kẹp tóc của phụ nữ nè. Tiếc quá không thôi mình tặng cho mỗi một em một cái kẹp luôn ha. Tiếc quá trời tiếc rồi không phải ở Việt Nam. Mà nhiều khi mình mua đồ ở đây tặng mấy em cũng chê nữa các bạn. Tại vì đồ ở đây nhiều khi không đẹp bằng Việt Nam. Việt Nam tao về bển. Ở đây tao về bển tao mua nữa mà. Đúng không mấy em? Kem đánh răng rồi đây được. Đây có rồi ha. Kem đánh răng. Kem đánh răng là 6 đô luôn. Để mình coi đánh răng gì hồi đó giờ mình chưa có đánh nha. Mua cái kem đánh răng đánh. Tiếp này chắc mình đánh cả tháng này ha. Mua cái này đi. Thì bự hơn 7 đô chính là 8 đô luôn. Bự hơn. Đây nè. Ở bên nước ngoài bạn mình cũng bán. Ở ngoài Việt Nam bạn mình bán cũng trăm mấy cái kem, kem này. Kem ở đây là kem. Kem quá trời kem luôn. Thôi để con lấy cái loại này. Loại này đi. Có đầy đủ đồ chơi về thuốc ha. Cả đánh răng. Ok, cái này đi ha. À, có cái máy cạo râu nữa hay gì vậy? Máy cạo râu không? Không. Cái đồ cạo râu đâu ta?
Có râu hả? Cái chỉ nha khoa mình có đem theo các bạn. Chỉ nha khoa mình có đem theo. Bằng chán răng mình có đem theo rồi. Ok, hai món này đi. Đó, được ba món rồi đó. Bông ghé tay. Thôi, mình không ghé cái tay. Đủ á. Bên đây có gì không? Bên đây là đồ thức ăn nhẹ thôi anh. Ủa chỗ kìm búa rồi không thấy hả ba? Hả? Kìm búa rồi không thấy hả? Chỗ này nó không ai bán chỗ kìm búa. À. Kìm búa rồi không thấy ha. Này sale, giống như sale nước rửa tay xà bông. Còn đây còn xà bông à. Ủa rồi. Đây cái này nè. À, mua 1 tặng 1 ha, buy pre sale, buy one free. À, mua 1 tặng 1, ở đây nó có 2 bóng nè. Ở đây nó có 4 bóng nè. Thì mình muốn mua bóng nào thì mình mua ha. Đó, bóng đèn á. Bóng đèn của hãng xuất qua. Giờ bây giờ mình qua đây mình ăn bánh mì ở Mỹ rồi sao? $2.93 nè, nguyên ổ mì bự nè các bạn. Mua ổ mì ăn thử chứ. Ở Việt Nam ngày xưa mình nói là bánh mì Sài Gòn là coi như là ok lắm đó nha. Này muối nè rồi à. Cái này là cái gì ta? À, cái này cái gì các bạn biết không? Tiếng Mỹ mình cũng không rành nữa. Thôi mà cái à, lấy hũ ổ mì đi ha. Ok. Bánh nè. Quá trời, bánh sô-cô-la. Sô-cô-la này con nít tôi thích dữ lắm nha. $5 nè. $5 nếu mà tính tiền Việt Nam mình là trăm mấy ngàn. Cũng rẻ, mấy bánh Hồng Phát đồ này kia cũng mắc lắm rồi nha các bạn. Thôi giỡn đâu, ở bây giờ là $4 nè. $4 chính là $5 luôn. Nhưng mà nãy cái này thì ăn no hơn cái này á nhỉ. Cái này như Monkey là con khỉ. À, cái này cái bánh giống như sô-cô-la vậy đó các bạn. Bánh này $5 nè. Không biết mua 1 tặng 1 nè. Đó không? Sale 100%. Đó. Để coi chút xíu nữa mình mua xong rồi về tính sale sao nha. Nhưng mà cái này đó trẻ em quá mình không ăn đâu. Trà quà, cây vải, nho rồi này kia nè. Có giá cả hay sao? Ở đây mắc không? Đây. 29 đô gì đó. Không hiểu này luôn kìa. Phải học lại tiếng Anh mới được. Và để gì là sao các bạn? Các bạn nào có kinh nghiệm nói cho mình nè. Mình sẽ hứa trong vòng khoảng tháng mình sẽ có thể nhìn được mấy này được. Get for nuts. Free buy 1 tặng 1. Mua 1 tặng 1 là mua 1 cái rồi tặng cái đó. Dầu. Đây là $391 hả? Dữ gì? $391 à? Sale 3 đồng 91. Ồ. Cái này mấy bạn nữ thích lắm mà không biết giá nó làm sao, để gì làm sao biết được ta. 3 đồng 91. Rồi mua đại đi, tính nhiều tính mình muốn ăn mà. Mua về tặng cho chị mình nhé. Ok. Mua về tặng cho chị Vân ha. Ăn hay để nhà ăn. Để mấy trái bự trên trái nhỏ dưới ha. Chơi kỳ quá. Bự trên nhỏ dưới. Rồi lấy cái này đều nè. Ok. Cái này đi. Nho nữa. Không, mình nho không ăn đâu. Ủa ba mình đi đâu cũng tiêu rồi. Ông đẩy đi đâu cũng tiêu rồi không biết. Giờ ôm ổn mị hôm nay vừa quay cho các bạn xem. Đây à, kia kìa. Đây, đây đi. Đây. Này cũng mua hai cái này. À, bánh mì Sài Gòn á, mình hay đi dưới quê mình nói mua bánh mì Sài Gòn về mình đem qua Mỹ ăn bánh mì. Mua này về cho gì ăn? À, mình ăn chung luôn. Ba lạnh đây, ba coi nó để nó giá nhiều hay là nó giảm giá nhiều đó. Đây nè. Nó để 300 mấy đô hay là 3 đồng mấy biết. Đây nè, anh trước á. Anh trước á. Cái này nhiêu? 3 đồng 9 phải không? 3 đồng 91 sen. 3 đồng 91 sen hả? Nó sale rồi đó. À, sale rồi thì mình mua đó ha. Ăn được cái này để mình ăn. Nó có vitamin đồ nhiều. Đây đồ hộp á. Hộp nè, vậy mà ăn thử đồ hộp đây các bạn. À, đồng mấy vậy hả?
Đây đồng 59 nè. Cái này là đủ mấy đồng mấy nè. Đồng 9 nè, thôi mình giờ mình ăn thử cái này cái ha. Một hũ này cái cho biết nè. Đó, hũ này đi. Hũ này nữa 2 đồng. Rồi, lấy cái này đi ba. Hũ này. Ăn thì cho biết. Đấy, quá Mỹ mà mình ăn đồ hộp chứ. Còn cái này là gì? 2 đồng 7. Sữa. Sữa. Cái này gì? Cà hả? Cà nè. Ủa gì cà không hả? Cà dưới cái này nữa nè. Nó cái hình đó nè, ba thấy không? Ừ. Cái này nè. Ừ. Rồi, vậy đi. Có cái hình này để ngộ nghe. Bánh mì thì ăn cái gì đó, ăn gì mình ăn để thưởng thức chứ. Con đang quay cho các bạn ở Việt Nam coi biết cái bánh mì này sao mình cảm giác chứ. Mình phải ăn chứ. Hồi nãy bà nói mua cái búa gì xà bông tắm là cái gì ta? Bây giờ ra đây mình mới qua đây mình không có mạng các bạn. Mình không có tìm được Google được. Ba mình bỏ điện thoại sạc nhà rồi. Bây giờ xà bông tắm là cái kêu cái tiếng gì ra quên mất tiêu rồi, không biết nữa. Giờ mình nói hỏi nó sao mình biết hỏi đây. Đây tới chỗ xà bông tắm cái gì đây nè. À, mình không biết xà bông nào để mình tắm đây. Chai này à. Khe Family. Lắc nó ra nước, không phải đâu. Các bạn thấy không? Bởi vì mình học tiếng Mỹ mới được chứ không tiếng Mỹ là không. Qua đây là có thể là mua đồ cũng hơi khó khăn đấy nha. Nhưng mà không sao. Mình là người tự lập nè, mình đi khắp nơi mình nói tiếng Việt múa động từ tôi quơ được mà, đúng không? Chai xịt được không? Dạ. Bên kia hả ba? Đây không có, đây nước xả, nước gì công pho này kia không à. Qua khu này coi. Chỗ này kem đăng nãy nè. Chắc hy vọng là có ha. Đó. Đây này, đây. Xà bông tắm nè. Không phải nước rửa miệng. Đô nè. Đô này là 4 đồng mấy nè. Không ai có nước mà, nó phải sệt mới được. Đây có nè. Nevia men nè, cho men nè. Ở cái này lát không kêu nè. Lát không kêu nè, 5 đô. Men có. Ok, cái này lạnh nè. 5 đô mấy cũng hợp lý ha. Mua cái này đi. Này hiệu nè, thấy quen quen nè. Còn mình dùng đô vô đô thì 12 đô mấy. Đô á, đô cho men nè, khe. Mà không để chữ he ta, nó để chữ he mới được ha. Để chữ he mới được. Vô. Please. This gì? Mình hỏi một bạn ở nước ngoài. Yes. À, sẽ tắm hả? Body body what? Oh, thank you. Ở cái này là làm body các bạn ơi. Đây nè, mình không nhìn bởi vì hỏi làm quen luôn. Body cái này body. Cái đầu hair mới được. Hair là tóc, hai là tóc. Hair. Cái này là gì đây? Chỗ nào tóc không? Khe men. Không nữa. Body đó, body. Quên hỏi cô bạn đó là nó nằm ở đâu, vị trí nào để mình có thể mình mua chứ. Đây nè. Cái lăng. Cái lăng khử mùi. Mua lăng khử mùi đi ha. Lăng khử mùi nè. Để mình khử mùi chứ ha. Cái này thì mình biết. Mùi. Ok. Này men. Men ha. Gơ thì không biết. Đây. Còn cái này đi. Yes. Yeah. You're looking for it? That's the one you want? Where? The one for here. Này here. Happy. Cô bạn có nói là mình mua cái đó ở đâu, cô bạn chỉ cho nè. What are you from? Jamaica. Jamaica. Over here is the here. Oh.
for men á, for men, yeah. For men. Uh-huh. Face shampoo. Ah, shampoo. Yeah, for men. For men. Men. Oh, men. Okay. Yeah. So ah, men, men, men. Okay. Okay, thank you. So that's shampoo. Mm. This says 2-in-1 men care, whichever one you want. Oh, okay. Lấy hai trong một. Okay. But over here is shampoo. Yeah. Over there is a body. Yeah. Okay. Thank you so much. You're welcome. Oh, cô ấy rất là thân thiện đó. Rồi, ủa mình kiếm nãy giờ không có, cũng kiếm có nè. Giờ tìm một cái chai lăn nách nữa. Chai lăn nách nữa. Nãy mới lấy chai lăn nách thôi à. Rồi xin chai lăn nách này đi. Lăn nách đi, cho nó thơm. Đâu. Kiếm chai nào xịn xịn chút ha. Cái chai dưới này nè. Chạy cái này, chai này xịn. Ok, chai này xịn hơn à. Chai này có 2 đô 7 à, chai này tới 4 đô mấy rồi, xịn hơn. Ok. Sắp dẻo gì vậy đó. Rồi, dạ dạ dạ, sắp dẻo, dạ dạ. Về bay tính tiền qua. Đây, đây, đây nữa. Chờ mất không. Ok, ok, để hồi chỉ chờ ạ. Bây giờ. Thank you. Ok, bye, bye, bye. Bye, bye nè. Rồi các bạn ơi, mình đã mua hết rồi nha. Tổng cộng lên là 25 đồng. 25 đồng là 25 đô 4 sen. Đó, mình đưa ra là 20. Mình đưa là 26 đồng nha các bạn. Còn nhiêu thối lại cho mình mấy cái sen này nè. Đó, cái sen này nè. Rồi bây giờ trời mưa rồi, bây giờ mình về thôi. Rồi bắt đầu mình đi ra tiệm của anh Tính nha các bạn nha. Đó, bây giờ mình đi đây nó khác ở Việt Nam là mình đứng ở đây á, mình nhìn đèn đỏ bên kia. Ở Việt Nam thì đứng bên đây nhìn đèn đỏ bên đây. Ở bên kia thì ngược lại, treo bên đây. Nè các bạn thấy không, khác ở Việt Nam một tí xíu là Việt Nam là ở đây có cái cột băng ra ngay chỗ mà cái vạch mà chúng ta đang đậu á thì mình nhìn thấy đèn đỏ, nhưng mà đây là cái nhìn thấy cái đuôi của bên đây thôi, bên đây sẽ nhìn bên bên kia sẽ nhìn bên đây và bên đây sẽ nhìn bên bên kia. Và đây cũng vậy ha, cái mũi tên đây là để cho phép quẹo và màu xanh nó thì nó sẽ hiển thị ra cái đường đi bên phải, còn nếu màu đỏ là chúng ta ngừng lại. Còn bên đây, ở đây cũng có sùa, có đồ bồn này ha. Nếu quẹo phải thì mình đâu có cần phải dừng hả ba hả? Nó đằng kia kìa. Nó bên... Còn ở bên đây á, là mình đi sát vô và dừng lại để coi nếu bên kia không có xe thì mình mới được đi. Đây nè. Rồi như vậy thì mình sẽ ra ngoài tiệm của ông anh mình, người bonsai của mình ha. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem video và các... Rồi bây giờ mình sẽ tới rồi các bạn. Cái trung tâm này cũng lớn, khá là lớn đấy. Nhìn bên đây là rất là xa luôn ha. Và rất là nhiều xe đậu ha. Gọi là Su Stations of Depot, rồi Hot Hobby Bloppy Water luôn ha. Đó. Rồi John, rồi Matchy Fin, đâu có Fin nữa nè. Clim nhiều trung tâm ở đây xe bẩn quá trời luôn, bẩn là seller hay sao đó. Phải không? Không, người ta đi siêu thị, người ta đi siêu thị. Người ta đi tiệm, người ta đi chợ đó. Đây nè, chỗ này nó wow, tiệm của mình mà lớn dữ người ta. Không có bên vậy thôi à. Cell phone là repair. À, anh nói có cái chỗ cell phone đúng không? Nail, Lou Spa. Đây là của mình á. Rồi xuống xe. Cái điều đặc biệt ở đây là tất cả các xe máy, xe hơi như thế này nè các bạn, đậu ở đây cả ngày trời luôn. Ví dụ như người ta đậu bán xe cũng để đằng ngoài trời, năm này qua tháng nọ bán không được cũng vậy. À, bởi vì xe ở đây đặc biệt xe nào cũng vậy hết. Cái mặt kính, cái kính đèn á đều bị ố hết trơn các bạn ha. Dù cho xe mới à, xe mới xe cũ gì cũng vậy, cũng ố bóng đèn chân nè. Đây chiếc xe này cũng rất là nhiều tiền luôn, nhưng mà cũng bị ố bóng đèn nè. Đây người ta để ở ngoài trời rất là nhiều đó, không có để trong nhà các bạn thấy không. Ở đây nắng như thế này đó, nhưng mà nó không có, nó không có nghĩa là cái hơi lạnh và hơi nóng nó làm cho giảm cái nhiệt độ lạnh dữ lắm các bạn, giảm nhiệt độ lạnh dữ lắm đó. Sẽ vô trong, vô trong nha các bạn nhé, vô trong tiệm nail của ông anh mình. Đây bây giờ là cái tiệm nail của cái tiệm nail của ông anh đó. Giờ để trang trí làm sao cho đẹp này ta. Đó, đây là tiệm nail của ông anh mình. Qua quan sát mình thấy tiệm nail rất là sạch sẽ, thoáng sáng, thoáng là sáng.
và sang. Nói chung là cái tiệm nail nó vừa yên tĩnh tĩnh lặng mà nó có thể không gian nó gọi là nó sạch sẽ, nói chung là nó sang. À, thì đây cũng là một những cái tiệm nail ở trung tâm Georgia, này chỗ này là cũng là trung tâm để làm nail này. Kế bên thì có chỗ làm sửa điện thoại, sửa điện thoại. Rồi như cái dãy này là người ta làm đẹp hơn nhiều. Rồi ok, mình sẽ kể cho các bạn nhiều câu chuyện nữa. Các bạn hãy đăng ký subscribe và nhớ cho tôi một like. Đây chủ tiệm nail ngày qua là ngày chờ cả tháng ngày qua mắc hẹn không có sẵn. Nó làm cái test scan đó. Làm chưa? Làm rồi qua. Có cái gì check in hả? Chờ cái quả bữa để thanh toán tiền. Bữa nó chuyện bác sĩ đó phải cho làm chiếc. Đây trông có vẻ sáng sủa sạch sẽ. Đứng nhìn nó. Tôi cho bây giờ. Làm bằng này còn. Đây cho. Đây cho băng mắt cái này còn mà nó hủng gì vậy đó. Dạ, hai cái đầu gối cái lượng mẹ mất đen mất đèn lắm. Đang ngồi đợi. Cái này là chờ đợi. Bạn hãy đón xem tập 8 nha các bạn. Hãy đón xem tập 8, mình sẽ quay tiếp cho các bạn qua bên đó như thế nào nha. Rồi, hẹn các bạn lại nha. Video ở tập 8.